明けましておめでとうございます。ダイブ TV のかなです。ここは知立市にあるパティオ知立です。今日新年早々ここで何をやっているかというと、ベトナムの人たちがボーカリスト大会というのをやっているそうです。新年からどんな歌を歌っているのか、今年の抱負は何かなど聞いてみたいと思います。行きましょう。家族がいるからもっともっとお金を稼いで子供を連れて行きます。日本に、はい、私は結婚したばかりです。今年の目標はベビー欲しいです。6月ベトナムへ帰ります。だから今日本語を頑張ります。日本語は日本好き大好き、だから私もう一回日本へ行きたい。だから今日本語をだんだん勉強します。仕事を頑張って終わったら、ベトナムへ一緒にやってます。終わったらベトナムに帰る、はい、そうか、いつまでですか？あと1年2ヶ月ぐらい。1年2ヶ月、じゃあ今年は仕事頑張ります。はい。今こう育てますのでですので、それを頑張りたいと思います。また4月から復帰しますので、仕事も育休中です。なので両立にできたらいいなと思っていますね。はい。In this year, maybe they will organize some other music performance and music concerts. So I would like to join in if I can. Because this is my hobby. And I will try to do it. Và qua cái tác phẩm này, tôi cũng đã sử dụng, tuy có một giây mà tôi đã sử dụng được rất nhiều những kỹ thuật và những cái âm sắc trên cái đàn một giây, để cho các bạn cũng biết rằng cái đàn một giây của chúng tôi có rất nhiều âm sắc lạ trên một giây đó. Do vậy tôi hy vọng rằng Việt Nam và Nhật Bản nó cũng có một cái văn hóa chung, nó có một cái gì đó cũng chung và gắn kết với nhau và rất là gần nhau.